Xin chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Hồi mới biết lái trên Tiếp Ca. Tôi vẫn thường nghe nhiều tài già chia sẻ với nhau một kinh nghiệm rằng để xe đối diện không chèn ép mình thì mình nên đi sát vào tim đường bên trái. Hồi mới biết lái, tôi đã thử vài lần thì thấy là các xe khác cũng tránh mình thật. Nhưng sau này tôi mới nhận ra rằng là đó là cách đi thực sự là rất nguy hiểm. Tại sao lại như vậy? Và khi mà di chuyển trên địa hình hỗn hợp thì chúng ta nên cắt đường như thế nào trong những cái tình huống khác nhau? Chúng ta cùng nhau thảo luận trong chương trình ngày hôm nay. Tình huống đầu tiên, chúng ta hãy quan sát. Đó, xe tải họ đã tự động tránh tôi. Tôi đã đi sát tim đường bên trái. Vậy thì trong trường hợp này, nếu như chúng ta cứ giữ thói quen như vậy thì điều gì sẽ xảy ra? Tôi nghĩ rằng là tôi là một người rất cẩn thận và đa nghi trong quá trình lái xe. Và trong tình huống này tôi đã nghĩ ra đủ thứ. Thứ nhất là nếu như người lái xe đối diện buồn ngủ và lạng tay lái thì rất có thể chúng ta sẽ tránh không kịp. Thứ hai, rất có thể là cái thùng hàng ở xe phía trước nó bị bung cái chốt cài ra và nó sẽ văng và đập vào kính lái của chúng ta. Tình huống tiếp theo có thể xảy ra đó chính là khi đến gần chúng ta thì xe tải phía trước chẳng may bị nổ lốp bên lái và họ có thể lạng lái sang làn đường của chúng ta. Và thậm chí là tôi có thể tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khác mà nguy cơ va chạm hoặc nguy hiểm có thể xảy ra. Và sau khi nghĩ đến những cái tình huống như vậy thì tôi cảm nhận thấy rằng là tốt nhất là chúng ta hãy đi vào giữa làn đường. Ví dụ trên chiếc xe này chẳng hạn thì còn có một tính năng gọi là công nghệ hỗ trợ giữ làn đường, thì luôn luôn định tâm làn đường, tức là giúp chúng ta luôn đi giữa làn đường. Như vậy đó là cách lái xe văn minh. Thói quen tiếp theo có thể giúp chúng ta an toàn hơn, đặc biệt là khi di chuyển qua đường hỗn hợp hoặc là khu dân cư, đó là giữ khoảng cách với xe đang tạm dừng ở bên đường. Đây, chúng ta hãy quan sát một chiếc xe đang dừng ở phía trước. Khi mà thấy một chiếc xe đang dừng ở phía trước như vậy thì chúng ta thứ nhất là phải chuẩn bị sẵn sàng tư thế phanh. Thứ hai là phải giữ khoảng cách, bởi vì rất có thể trên chiếc xe đó có người bước lên bước xuống và thậm chí là có người lao qua đường. Chính vì vậy mà trong những tình huống này tôi thường rất cảnh giác. Và thực tế cho thấy rằng là cũng đã có khá nhiều vụ va chạm với người đi bộ xảy ra khi mà chúng ta giữ khoảng cách không phù hợp với xe dừng đỗ ở bên đường. Tình huống tiếp theo mà chúng ta cần phải căn khoảng cách đó chính là căn khoảng cách với xe phía trước. Thực ra đây là một tình huống mà đã quá quen thuộc rồi. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ không nói về mặt lý thuyết nữa, sẽ mất thời gian của quý vị. Nhưng chúng ta hãy nhìn tình huống này. Chúng tôi đang đi qua một công trường, phía trước là một chiếc xe tải. Gần như là ở phía dưới đường, nếu như chúng ta đi sát xe tải thì sẽ không thể nhìn thấy gì cả. Và trong rất nhiều tình huống như vậy mà dưới đường có một hòn gạch hoặc là một tảng đá, nếu xe của chúng ta là một chiếc xe gầm thấp thì có thể sẽ vỡ đáy các te. Và các camera đối tác của chúng tôi ở Hà Nội đã ghi nhận khá nhiều trường hợp xe bị vỡ đáy các te chỉ vì là không quan sát thấy chướng ngại vật khi mà di chuyển trên đường. Chính vì vậy, khi mà di chuyển trên đường, chúng ta phải hết sức lưu ý. Chúng ta cần phải nhìn thấy một cái khoảng cách đủ dài ở sau xe phía trước để khi mà trên đường chúng ta nhìn thấy một cái vật, ví dụ như là hòn đá, hòn gạch, thì chúng ta còn tránh kịp thời. Và trên chiếc xe này thì có hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở cả giải tốc độ thấp. Và chúng ta hãy cùng xem khi mà kích hoạt chức năng này thì Honda cài đặt khoảng cách nó có thực sự phù hợp hay không. Chúng ta hãy quan sát, tôi đang bám theo xe phía trước. Và tôi vẫn quan sát thấy một đoạn đường khá dài ở sau xe phía trước. Như vậy là giữ khoảng cách rất là phù hợp. Tình huống tiếp theo mà chúng ta cần phải căn khoảng cách rất cẩn thận đó chính là căn khoảng cách với xe phía sau. Chỉ cần liếc khoảng nửa giây đến một giây thôi, chúng ta sẽ biết là có phương tiện gì, có chướng ngại vật gì đang đi phía sau. Giả sử phía sau là một chiếc xe tải siêu trường siêu trọng, tải nặng nữa thì thực sự nguy hiểm nếu như mà xe đó đang dí sát đuôi của chúng ta. Nếu như chúng ta phanh gấp thì khả năng rất cao là va chạm sẽ xảy ra, bởi vì là quãng phanh của xe tải bao giờ cũng dài hơn. Nếu như trong trường hợp này tôi quan sát thấy là ở phía trước đủ điều kiện an toàn, đường thông thoáng và tôi cảm thấy là nhường được, tôi sẽ nhường đường ngay bằng cách là xi nhan phải và đi chậm lại để cho xe phía sau vượt lên. Còn trong trường hợp mà nếu như điều kiện an toàn không cho phép, đường quá chật hẹp mà lại có chướng ngại vật chẳng hạn và tôi không thể nhường đường được, thì trong trường hợp đó tôi thường là nháy xi nhan khoảng 3 phát. Thậm chí là có một số trường hợp thì sẽ nhá đèn phanh để nhắc nhở cho xe phía sau. Và trong điều kiện là đường phía trước thông thoáng, đủ điều kiện an toàn mà tôi có thể đi nhanh hơn nhưng vẫn không phạm luật, thì tôi sẽ đi nhanh hơn để gia tăng khoảng cách với xe phía sau.
Tình huống tiếp theo có thể chúng ta không phạm luật gì cả, nhưng lại vô tình đẩy mình vào tình thế nguy hiểm và gây ức chế cho người khác. Đó chính là chúng ta đi song song với xe bên cạnh và không nhường đường cho xe sau muốn vượt. Trong trường hợp này thì xe sau chắc chắn là sẽ rất ức chế và sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều nếu như chúng ta đi song song với một xe cỡ lớn, xe tải siêu trường siêu trọng và tầm quan sát của lái xe là bị hạn chế. Và nhiều khả năng là chúng ta sẽ đi vào điểm mù của họ, người lái xe tải mà vô tình chuyển làn hoặc là lạng lái thì nguy cơ xảy ra va chạm là sẽ rất cao. Chính vì vậy, trong trường hợp mà chúng ta di chuyển trên đường đông đúc, bị rơi vào tình thế thì đành phải chịu. Còn chúng ta tốt nhất là hạn chế cái tình huống là đi song song với xe khác. Và tình huống cuối cùng chúng ta cần phải hết sức lưu ý và điều chỉnh hành vi của mình để an toàn hơn, đó chính là sử dụng đèn chiếu xa và đèn chiếu gần. Bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát chiếc xe này, xem là nhà sản xuất đã trang bị để nó văn minh ra làm sao. Khi mà gặp xe đối diện ở khoảng cách khoảng vài trăm mét, hệ thống đèn đã nhận ra qua ánh sáng của xe ngược chiều và chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần, tức là ở khoảng cách rất là xa, khoảng vài trăm mét. Tiếp đó tình huống số 2, tôi đang đi sau xe khác và hệ thống đèn cũng nhận ra đèn hậu của xe phía trước và điều chỉnh từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần ở khoảng cách khoảng 70 mét. Như vậy là ở cả hai tình huống, dù là có xe đi cùng chiều hay là xe đi ngược chiều, thì hệ thống đèn này cũng chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần tùy điều kiện. Tuy nhiên, rất nhiều khi chúng ta di chuyển trên đường lại gặp những tình huống rất ức chế. Ví dụ như là xe phía trước ngược chiều nhưng lại cứ để pha và cực kỳ chói mắt. Tình huống số 2 cũng nhiều không kém, đó chính là có xe đi ở phía sau sát đuôi xe của chúng ta nhưng vẫn để pha, cũng rất chói mắt. Trên đây là một vài chia sẻ kinh nghiệm của tôi về việc căn khoảng cách khi mà di chuyển trên địa hình hỗn hợp. Và một lần nữa tôi xin được nhắn nhủ rằng tôi cũng không phải là một người có quá nhiều kinh nghiệm trong việc lái xe. Chính vì vậy mà những chia sẻ trên đây có thể chưa thực sự đầy đủ. Chúng tôi rất mong muốn là những quý vị có nhiều kinh nghiệm hơn, chúng ta cùng chia sẻ thêm để mọi người cùng tham khảo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tiếp Ca. Thân ái, chào tạm biệt và mong được gặp quý vị trong những video tiếp theo.